Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn trụ bậc bất thối truyền, muốn trụ bậc thứ 10, muốn trụ bậc trí nhất thiết trí, thì phải tinh cần phương tiện nhập pháp môn này. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như điều bát nhã ba la mật đa này đã nói mà học, thì Đại Bồ Tát ấy có thể tùy ý chứng đắc bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cũng tùy ý chứng đắc pháp không nội pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng tùy ý chứng đắc chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh linh xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng tùy ý chứng đắc thánh đế khổ tập diệt đạo cũng tùy ý chứng đắc bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng tùy ý chứng đắc tám giải thoát tám thắng xứ chín định thứ đạn mười biến xứ cũng tùy ý chứng đắc bốn niệm trụ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cũng tùy ý chứng đắc pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng tùy ý chứng đắc năm loại mắt sáu phép thần thông cũng tùy ý chứng đắc mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Cũng tùy ý chứng đắc, Pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Cũng tùy ý chứng đắc, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Cũng tùy ý chứng đắc, tất cả Pháp môn Đà La Ni, tất cả Pháp môn Tam Ma Địa. Này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát y cứ những điều mà bát nhã ba la mật đa sâu xa này đã dạy mà tu học Và Đại Bồ Tát ấy cứ luôn luôn như thế Thì tiến gần sở cầu là trí nhất thiết trí này thiện hiện nếu đại Bồ Tát như những điều bát nhã ba la mật đa đã dạy mà tu học thì đối với đại Bồ Tát ấy có ma sự gì khởi lên liền tiêu diệt vì vậy này thiện hiện nếu đại Bồ Tát muốn mau diệt trừ tất cả nghiệp chướng muốn nhiếp thọ ngay phương tiện thiện xảo thì nên tu học bát nhã ba la mật đa lại nữa thiện hiện nếu khi đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa ấy tu bát nhã ba la mật đa ấy tập bát nhã ba la mật đa ấy thì khi ấy đại bồ tát liền được tất cả như lai ứng tránh đẳng giác hiện tại đang chủ trì diễn thuyết chánh pháp trong vô lượng vô số vô biên thế giới khắp mười phương cùng hộ niệm vì sao? Vì chư Phật quá khứ vị la hiện tại đều từ bát nhã ba la mật đa như thế mà xuất sanh. Vì vậy này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thì nên nghĩ thế này. Pháp mà chư Phật quá khứ vị la hiện tại đã chứng đắc, ta cũng sẽ chứng đắc. Vì vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát phải tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa. Như thế,